Bạn chào mừng các bạn đến lại với channel của mình. Thì hôm nay mình đi bể rắn nha các bạn. Đây, mồi cắt của mình đây. Mình sẽ đi vô trong bụi này mình đặt nha các bạn, đặt bờ tường. Mình sẽ đi vô mình đặt. Đây, mồi cắt của mình đây. Mình chỉ bỏ có một con cắt thôi nha các bạn. Mình sẽ chớ thêm nước cho nó để cho nó sống. Đây, mình đã bỏ nước cho nó rồi. Bây giờ mình sẽ đi vô mình đặt bể rắn nha các bạn. Để mình lấy rõ nét là cái này. Đây, một cốc của mình nha. Mình sẽ đi vô trong đây mình đặt. Đây, mình có hôm bữa mình có bẫy cho đây dính con hổ hành rồi nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đặt nó lại. Đây, bây giờ mình sẽ đặt nó lại trong góc này. Đó, mình sẽ đặt nó. Đó, mình sẽ bẫy nó ở trong góc này. Ở trong góc cỏ này thường hay cái rắn hổ hành nhá các bạn. Mình sẽ đặt nó ngay đây. Đó, mình sẽ bỏ nó ngay đây. Rồi. Đó, chỗ này rắn nó thường hay ra vô. Rồi. Tủ lại nha. Bẫy lúc nào mình cũng phải tủ lại hết nha. Chứ không mà lễ lỡ có ai đó thấy thì, với lại mình ở bãi gần đường mà người ta thường hay đi qua lại cũng thường hay thấy á, nên mình phải tủ lại và mình dặt ở trong sơ sơ một xíu đó bạn, để cho con rắn nó biết đường mà nó bò vô đó. Đó, mình sẽ tủ lại như thế này. Mình sẽ tủ kỹ càng lại rồi. Mình đã tủ lại. Cũng rắn nó xì. Ok.